Chào anh em nhá. Tôi rất giáo lý thêm sức. Nó vô gặp boss rồi. Đủ mất tóc biến luôn kìa. Đủ. Em chào anh. Em mẹ rồi. Ôi đủ. Bên mẹ núp rồi. Thôi đây. Dạ. Cái này đỡ sao quên rồi nhờ. À đây đây đây. Anh em thấy cái đèn tôi bật ở tầm này là ok không, hay là anh em muốn sáng hơn nữa? Cái đèn người của tôi ấy, cái đèn ánh sáng ấy. Sure. Lơm cơm. Trời ơi, cái cặp ngọt ngọt kìa. Ôi xì. Nghe nữa mà, mẹ nghe nó còn khó chịu vãi lìn nữa. Đấy đấy, mẹ đây này, tôi tăng lên này. Mẹ rè đúng kinh luôn. Chào cứ một mắt chúng tôi này. Ây da. À. Con nhện là phải xử nhanh anh em ạ. Nhện của chúng tôi. Mẹ như mấy con nhện ra ngoài à. Dạ. Chết mày rồi con trai ơi. Chết mày rồi. Chết mày rồi. À. Hội đồng à. Hội đồng à. Hội đồng của chúng tôi à. Nó lòng chết thế nhờ. Thằng này. Giờ chúng tôi này. Thank you.
phiếu trăm. À, Châu à, Châu à, Châu à. Ok à, ok à. Bên lại, bên lại, bên lại. Ô mẹ nó có con à. Đâm thế mà còn chịu nổi nữa ạ. Bố mày đâm thế mà chịu nổi à. Bố mày đâm thế mà chịu nổi à. Trời chắc cái tao. Tự nổ thôi con trai. Tự nổ thôi con trai. Ôi. Dạ. Tới số mày rồi. Chết chưa? Chết chưa? Nghe mày. Gần như nó không có góc chết luôn á. Nó quấn một cái hơn một hơn 180 độ luôn đó anh em. Anh em thấy không? Dớ một cái là hơn 180 độ luôn. 180 độ luôn. Mụ đàn bà này tới luôn đi. Tới luôn đi chị ơi. Thích gì? Thích gì? Thích gì? Mẹ ơi nó đâm kìa. Đâu nha, cái con mụ kìa nha.
lần của chúng tôi này. Một cái cánh này kịp đó. Nhưng mày có chạy kịp của tao không? Mày có chạy kịp của tao không? Dám chạy kịp của tao không? Không, tôi cố tình cho bấm nhanh để tua nhanh đấy anh em ạ. Không một động tác thừa anh em ạ. Mẹ rồi, vải độc quá. Vải độc quá. Lúc nào nhở? Thừa mà. Chưa bắt bị thừa rồi. Mẹ nó phải như thế chứ. Đúng không? Lờ ngay. Phải xuống đâm xin cho một cái vào ức. Vẫn còn đỡ được. Tao xin phép. Tao xin phép. Rồi mất mẹ cái tay ạ. À. Cái gì đây? Erinin trừng phạt à? Thì vật giải phóng một sức mạnh mà không thần linh hay người phàm nào chạm vào được. Thì kinh thế. Đây vô xong rồi anh em nhá. Giờ chúng ta tiếp tục này. Chính thức tiếp tục này. Để tạo ra một khoảng không vô tận. Thanh nhấp nháy cho ma thuật vĩnh viễn à. Kinh thế nhờ, thử luôn anh em ạ. À. Mà không vô tận đâu, có thấy vô tận quéo gì đâu trời. Không vô tận đấy hả? À? Cái này là ấy mà, lỗ đen mà. Không vô tận đâu, vô tận. À có chứ. Tôi chơi nốt cái này cái. Chưa thấy gọi nhờ. Ở dưới đây mà.
nốt. Này là đáng lẽ là lỗ đen mặt trời đúng hơn đấy. Mẹ bá thế, đéo mất gì luôn à. Đủ, không mất gì luôn anh em ạ. Chưa có chú sale nhở? Có chú sale chứ. Ồ, đây rồi. Mẹ đéo mất gì luôn. Ồ, đéo mất năng lực gì luôn à. Ồ, phải tao đứng tao thả hoài luôn. Rồi thôi anh em ạ. Nay chắc chơi tới đây thôi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã góp mặt khi tôi combat như này, rất là cảm động nhá anh em nhá. Đây tôi xin phép anh em là ngày đầu nên là tôi chơi một ca luôn anh em nhá. Hứa với anh em là sẽ cống hiến một cách đàng hoàng, tử tế, không còn lướt ca lướt cứt như xưa nữa nhá. Không còn báo xin phép nghỉ nữa. Ừ thôi, cảm ơn anh em. Tôi đi rước thì tôi đây. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, see you again. Ngày mai giờ hẹn gặp lại anh em nha.